Giá heo hơi hôm nay 13 tháng 8, quay đầu giảm nhẹ tại khu vực miền Bắc hôm nay ghi nhận đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng 62.000, 63.000 đồng một kg. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 63.000 đồng một kg được ghi nhận tại Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hà Nội, tuyên Quang. Các địa phương khác trong khu vực cùng ghi nhận giá heo hơi 62.000 đồng/kg, khu vực miền Trung, Tây Nguyên giá heo hơi hôm nay lặn sóng và dao động trong khoảng 58.000-62.000 đồng 1 kg. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 62.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Thanh Hóa, Nghệ An. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất khu vực 58.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Đắk Lắk. Ngoại trừ Hà Tĩnh đang được thương lái thu mua heo hơi với giá 60.000 đồng 1 kg, các địa phương khác trong khu vực cùng ghi nhận mức giá 59.000 đồng kg, khu vực miền Nam. Giá heo hơi hôm nay không ghi nhận sự biến động mới và dao động trong khoảng 57.000-59.000 đồng 1 kg. Theo đó, mức giá thấp nhất khu vực 57.000 đồng 1 kg được ghi nhận tại Bến Tre, Sóc Trăng và Hậu Giang. Ngoại trừ Bình Phước, Bình Dương, Vĩnh Long. Cần thơ giá heo hơi đang được thương lái thu mua ở mức 58.000 đồng 1 kg, các địa phương còn lại trong khu vực. Giá heo hơi hiện đứng ở mức 59.000 đồng 1 kg.